Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn cái cách lắp ráp lò xo xúc bắp. Thì như cái máy tôi mới làm ở video trước là cái loại máy 8, nên cái lò xo là tương đối yếu, nếu bình thường tay ta có thể nhận vào được. Đầu tiên ta bỏ này. Đấy, bỏ cái đệm lò xo vào và đưa hai cái móng vào trước. Chú ý chiều cái móng. Đấy. Cái chiều cồn nó nằm xuống dưới, cái chiều dày nằm bên trên. Xong ta dùng hai con tay cái ta đẩy xuống. Rồi. Sau khi ta đưa xuống là xong đấy, ta quan sát xem. Nếu như mà chưa chuẩn thì ta phải nhận lại. Ta làm nào ấy là hai cái móng phải đều. Đấy. Khi anh đã đều, hai cái móng nằm đều rồi, ta lấy cái búa ta đập nhẹ cán xuống đầu. Một cái chú ý rất quan trọng như này này mà các bạn phải chú ý này. Khi ta lắp xong là cái đầu xúc bắp này sẽ phải cao hơn cái mặt của cái đế lò xo này, tức là cái bát lò xo này. Cái đuôi xúc bắp phải cao hơn cái này ít nhất đấy là 4 ly. Chứ nếu không ấy là hắn mà thấp quá là có nghĩa là cái này đã bị mòn nhiều, cho nên là cái móng nó sẽ lún xuống sâu thì là cái đuôi xúc bắp nó sẽ chìm xuống dưới. Mà hắn chìm xuống như thế ấy, là hắn gây ra cái hiện tượng, tức là khi con cò mổ là hắn mổ vào đây thì hắn sẽ tỉ cái cổ con cò mổ vào trong cái đuôi cái bát lò xo này. Đấy, nhớ như thế. Tôi nhắc lại này, tức là khi lắp xong là mình phải để ý là cái đuôi xúc bắp là phải cao hơn cái bát lò xo này là 3 đến 4 ly. Chứ nếu mà hắn thấp quá là cái cổ con cò mổ nó sẽ tì vào đây, nó sẽ tì vào cái bát lò xo này, là khi làm việc là hắn sẽ siêu vẹo cái đuôi cái xúc bắp đi, là động cơ sẽ nổ không tốt hoặc là không nổ được. Mặc dù là mình đã chỉnh tốt nhưng mà không được. Đấy. Tiếp tục lắp cái thứ hai. Nếu mà ta lắp mãi mà không xuống thì rất có thể là ta lắp ngược cái móng thành để đóng con ra. Đây là tôi cố ý để làm để cho các bạn hiểu. Các bạn đưa ăn xuống mà không xuống nữa, thì là có thể là mình đã lắp ngược cái chiều của cái móng. Một trong hai cái chiều bị lắp ngược, hiểu không? Phải hết sức chú ý cái này. Chứ không cứ thế mà đưa mãi không được, mà không có biện pháp thì không được. Đấy. Lắp đúng chiều nghĩa là xuống ngay lập tức, xuống còn đều. Lắp xong ta thử xem nó có kín hay không, bởi vì là ta đã xoáy xong rồi, ta xoáy xúc bắp xong rồi, ta mới lắp cái này. Lắp xong mới thử ta đổ dầu vào đây.
tay ta bịt lấy đằng xúc pháp. Còn bên này là ta đóng. Ta đóng như này ấy để cho dầu ăn xuống nó quét sạch những cái mà bám xung quanh. Thằng ta quay lại. Ta lau khô cái phần này đi. Mà thấy dầu nó không ra thì có nghĩa là như vậy là ta làm đã được. Đấy. Còn nếu mà ta đóng mà dầu hắn mà ông kín lên cái chảy ra đây ào ào ấy là ta lại phải tháo trở lại, ta xoay lại. Còn trường hợp đối với lại cái mặt cái lát loại này, vì là có hai cái lòng của xô rất là nặng, thì cái này là ta phải sử dụng dụng cụ. Ta sử dụng dụng cụ là ta mới đưa vào được. Thế thông thường ở trên thị trường ấy, người ta bán một cái dụng cụ. Đây bây giờ tôi mới vào một cái cho các bạn xem rất là dễ. Cái này gọi là cái van xúc pháp. Đây là cái van xúc pháp. Cái van này ta điều chỉnh làm nào đấy, thì khi ta nhận xuống này là anh sẽ tỉ cái luật rồi xuống. Đấy. Cái đèn này là ta đưa vào đây. Đèn này đưa vào đây. Đến tỉ vào đây. Rồi bây giờ ta với tôi lắp cho các bạn nhìn một lần. Ta nhận xuống. Trong trường hợp này là ta nhận như này là hết cỡ thì ta lại lấy lại cái cỡ của ta xoay thêm xuống. Đấy, thì ta nhận này là sẽ xuống và sẽ xuống cái móng. Ta chỉ việc dàn đều cái móng ra là ta nhấc lên là được. Này là cái móng dưới này là bị lộ. Thank you.
anh ta bị lộn móng là không vào. Đúng kiểu móng cho nó vào ngay lập tức. Đấy, đấy là cái cách đường vào thì cái to này có cứng bằng mấy thì cái van này người ta cũng đưa vào được. Còn trong những cái trường hợp các bạn mà chế các cái con ốc tại cái vị trí này để chế cái cần đạp xuống để đưa xúc pháp vào là cũng rất tốt. Thế nhưng mà đối với tôi là khi nào mà cần sử dụng là tôi sẽ sử dụng cái này vì là sức mình yếu. Cái cách ráp là như thế. Còn để xoáy cái xúc pháp thì bây giờ tôi làm một cái động tác xoáy xúc pháp thì các bạn biết đấy là thì ta xoáy xúc pháp phải ta làm nào. Tôi lấy ví dụ như là tôi muốn xoáy cái xúc pháp này. Chú ý này, khi ta tháo cái xúc pháp này ra ấy, là có một số cái ấy, là cái buồng đốt nó lõm. Cái buồng đốt này nó lõm ấy, thì khi ta đặt xuống cái mặt này là cái này xuống lên xuống được như này. Bởi vậy cho nên khi đóng cái này là nó không ra được cái móng. Cho nên là một số những cái buồng đốt mà nó lõm cái mặt cái lát này này, thì ta phải kê cái gì vào trong này. Đấy, ta phải kê vào trong này, thí dụ như là ta kê một con ốc hay là cái gì vào đấy để cho đội cái xúc pháp này lên là khi ta đóng nó không thụt. Tôi lấy thí dụ nhưng mà không kê là hắn sẽ thụt thòi như này là khi ta đóng đây là không ra. Thì đấy là một cái kinh nghiệm. Còn bây giờ tôi xoáy xúc pháp. Tôi xoáy như nào? Tôi cặp cái khoan vào đây. Đây là cái khoan gỗ hay là cái khoan bê tông hay là cái khoan gì đó những miệng đấy là ăn thực đừng có đưa vào cái mức nốt đậm. Cái kỹ thuật xoáy này là cũng là một vấn đề. Cái thứ nhất là cặp là cái phải đều. Nếu không đều còn vanh là khi mình xoáy là rung cái khoan mà lại không chuẩn. Cặp cái xúc pháp này là thứ nhất là đều, thứ hai là chặt. Bao giờ mà ta cặp xong mà ta thấy cái khoan nó không bị rung thì có nghĩa là ta cặp chuẩn. Xong khi cặp được rồi ấy thì ta lúc đầu ấy là ta đổ một ít dầu hỏa vào, tức là dầu diesel vào. Còn nếu mà là xoáy ta cần khi mà cái xúc pháp này quá cao ấy mà ta cần cho nó thấp xuống ấy thì ta bỏ các cái cắt rà tốt vào. Ta xoáy một lúc là nó sẽ bị rớt. Cái xoáy này là khi xoáy ấy. Xoáy một thời gian ta cảm thấy là có thể được rồi để ta tháo ra và ta kiểm tra. Đây, như các bạn nhìn thấy tôi vừa xoáy ra là cái đường trăng trăng này đấy, là đều. Thứ nhất là hắn đều,
tức là về cái kích thước bề ngang vẫn là giống nhau. Cái thứ hai là anh không có chỗ nào bị rõ, rõ là mình thấy ngay, nếu rõ là mình phải vứt, hoặc là mình xoáy đến mức độ mất cái rõ đấy thôi. Còn là nếu như cái trường hợp cái này hiện nay tôi xoáy, các bạn thấy tại sao tôi phải lấy cái này tôi xoáy thì các bạn nhìn thấy, chứ tôi không lấy cái này vì cái này là con đang trắng, con đang trắng mình nhìn không thấy được, mà tôi muốn xoáy bằng cái này để cho các bạn nhìn thấy rõ cái đường trắng ấy. Còn nếu tôi xoáy cái mới kia đấy là các bạn không nhìn thấy đấy. Thì sau khi tôi xoáy là cái đường trắng này là phải đều, kích thước bề ngang đều và hắn không có đường rõ, như thế là chuẩn. Tôi cảm thấy xoáy được như này là được rồi, được rồi. Xong là tôi rửa sạch đi, rửa sạch và tôi lắp ráp vào. Muốn kiểm tra xem có được hay không là phải lắp ráp hết vào, lắp lò xo vào, lắp móng tất tần tật vào, lúc bây giờ là ta mới kiểm tra được. Còn có những trường hợp như trường hợp như này ấy, là vì cái máy này là tròi hẳn cái xúc phát, đuôi xúc phát như này, ta cặp cái khoan là đơn giản bình thường. Nhưng mà có một số máy ô tô ấy, 4-5 máy ấy, thì cái xúc phát này nằm lõm trong sâu. Tôi lấy ví dụ như là cái lỗ đựng xúc phát nó nằm sâu bên trong này. Đấy. Thì lúc bây giờ ta không đưa cái đầu mũi khoan này vào được. Thì các bạn làm này, tức là các bạn dùng một cái ống tròn, xong cặp vào cái khoan, ống cặp vào cái khoan. Đây, tôi lấy thí dụ như là cái ống này, tôi cặp vào như này, cặp làm như này chuẩn. Xong tôi dùng một cái ống cao su hoặc là cái ống nhựa, là tùy theo cái độ dài mà tôi cắm xuống đây, sâu hay dài mà tôi nối vào đây và nối vào cái đầu xúc phát. Tôi lấy thí dụ như trong trường hợp này tôi nối thế này. Đây, ta có thể lấy một cái ống nhựa hoặc là cái ống cao su. Ống cao su hay là cái ống nhựa gì đấy, nhưng mà đảm bảo khi ta xoay cái này là nó không bị đứt. Đấy. Xong là ta đưa cái ống này vào đây. Đấy. Thì kể cả có sâu ở mấy ta khoan là hắn cũng phải được. Đấy. Trong trường hợp này tôi làm. Tôi có thể làm như thế này, tôi cặp cái khoan vào đây. Đấy. Cặp vào như thế này. Và khi tôi đưa là lúc nào tôi cũng tăng lên cái khoan như thế này. Đấy. Đây là vì nước ngoài nó không có gờ lại, cho nên là nó hơi ấy, nhưng mà khi tay xoay cái này là rất tốt. Kể cả cái này có nằm sâu xuống dưới thì ta cho dài cái cần cái đòn mềm này ra, người ta sẽ xoáy được cái xúc phát. Thì đấy là cái phương pháp mà xoáy xúc phát và cách kiểm tra và cách lắp ráp tôi vừa hướng dẫn các bạn.
rất hy vọng là các bạn có thể tìm hiểu và có những cái sáng tạo hơn để phục vụ khi trong cái điều kiện của mình không có đầy đủ.